Cold War là phần nối tiếp của phần Black Ops đầu tiên cực kỳ thành công, và nó sẽ đem chúng ta trở lại những địa điểm quen thuộc như là Liên Xô cũ, Cuba và đặc biệt là Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu cốt truyện của nó trong video ngày hôm nay nhé! Năm 1981, CIA xác định được hai đối tượng liên quan đến vụ việc bắt giữ con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Iran là Arash Kadivar và Kasim Javadi. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ra chỉ thị cho Mason, Woods, hai nhân vật chính từ Black Ops 1 và nhân vật mới Adler, thực hiện việc bắt giữ hoặc tiêu diệt hai đối tượng này. Kasim được xác nhận là đang trú ẩn tại một căn nhà nhỏ ở Amsterdam. Cả ba tiến đến căn nhà và cuộc đấu súng bắt đầu. Mason đuổi theo Kasim lên tầng thượng, tiêu diệt hàng chục tay sai, bắt kịp Kasim và tra khảo hắn. Kasim khai rằng Arash Kadivar sẽ có mặt tại Trabzon, Thổ Nhĩ Kỳ để gặp một đối tác không rõ danh tính. Sau khi lấy đủ thông tin, Mason có thể bắt giữ Kasim hoặc thủ tiêu hắn. Dựa vào thông tin này, đội của Adler tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm và ám sát Arash. Khi đã xác nhận mục tiêu, Mason nhìn thấy Arash giết những người trong chiếc xe hắn vừa đi và lên chiếc máy bay đang đậu sẵn ở đó. Đội của Adler sử dụng RCXD, một chiếc xe gắn bom được điều khiển từ xa và làm nổ máy bay. Woods lôi Arash ra khỏi máy bay để thẩm vấn. Hắn khai rằng vụ bắt cóc con tin chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch phá hủy toàn bộ các nước phương Tây của một cá nhân mang tên Perseus. Adler xử tử Arash và dường như anh cũng biết đến cái tên Perseus này. Một cuộc họp sau đó diễn ra với sự tham gia của Tổng thống Reagan. Hudson tiết lộ rằng Perseus đang đứng đầu trong danh sách những mối nguy của toàn thế giới. Hắn từng thực hiện những phi vụ táo bạo như đánh cắp thông tin về bom nguyên tử của dự án Manhattan và chỉ huy kế hoạch ăn cắp vũ khí hạt nhân tại một căn cứ quân sự Mỹ đóng tại Việt Nam. Adler tin rằng sự trở lại của hắn sẽ khiến cả thế giới chao đảo. Tổng thống Reagan vì vậy phê duyệt một đội đặc nhiệm mới nằm dưới sự chỉ huy của Adler, mang trong mình sứ mệnh cao cả, chặn đứng kế hoạch của Perseus bằng mọi giá. 5 tuần sau cuộc họp, chiến dịch chính thức bắt đầu. Những người tham gia kế hoạch bao gồm các gương mặt quen thuộc như Mason, Woods cùng những nhân vật mới là Sims, Lazar, Park và nhân vật chính Bell là đồng đội của Adler trong những năm tháng tại Việt Nam. Hudson cũng có mặt nhưng chỉ để theo dõi chiến dịch. Đội của Adler đóng quân tại một nhà kho ở Tây Đức và tại đây, thông tin cho nhiệm vụ sắp tới sẽ được cập nhật liên tục để cả đội lên kế hoạch và chuẩn bị trang bị. Trước chiến dịch, không ai tìm được bất cứ thông tin nào về Perseus. Adler từ đó muốn Bell nhớ lại sự kiện năm 1968 tại Đà Nẵng khi họ và Sims lần đầu nghe được thông tin rằng Perseus đang hoạt động tại Việt Nam. Vào thời điểm đó, Adler, Bell và Sims được lệnh thu thập và bảo vệ một món hàng có giá trị lớn tại một căn cứ tác chiến ở Đà Nẵng. Không may, nhiệm vụ đó buộc phải hoãn lại khi Adler biết tin về sự xuất hiện của một đặc vụ Liên Xô ở đây mang tên Perseus. Nhiệm vụ của đội Adler thay đổi và họ lên trực thăng rồi đáp xuống một ngôi làng gần đó. Sau một hồi chiến đấu với quân lính Việt Nam, Sims và Bell bắt gặp nhiều điệp vụ Xô Viết cùng với một tập hồ sơ bị mã hóa. Cả hai sau đó lên trực thăng tới địa điểm nhiệm vụ còn lại. Đến đây, họ mới nhận ra món hàng có giá trị cao mà Adler nói tới chính là một quả bom nguyên tử nhằm mục đích dự phòng nếu tình hình ở Việt Nam trở nên quá căng thẳng. Tuy nhiên, Perseus đã biết trước kế hoạch này nên khi chiếc trực thăng vừa bay lên thì đã bị tên lửa của đội quân Việt Nam bắn hạ. Đội của Adler rơi xuống rừng và phải bắn trả khi quân địch tiến tới ngày càng nhanh. May mắn là họ đã gọi được máy bay ném bom hỗ trợ, từ đó bảo vệ được quả bom cũng như tính mạng của mình. Quay trở lại hiện tại, Bell đã nhớ lại về tập hồ sơ kia và bắt đầu giải mã nó. Tập hồ sơ này chứa một số cái tên và nổi bật trong số đó là Anton Volkov, một người có quan hệ với Perseus. Nhưng để tiếp cận được Anton, đội của Adler trước tiên phải lấy thông tin từ tay sai của hắn, Franz Krauss. Có thông tin rằng Franz và Anton sẽ gặp nhau tại một quán bar nhỏ ở Đông Berlin. Adler và Bell thâm nhập vào thành phố bằng cách nhảy khỏi tàu địa ngầm, trong khi Lazar và Park làm nhiệm vụ trinh sát từ xa. Sau khi vượt qua lực lượng bảo vệ, Bell vào quán bar để nghe lén Franz và Anton. Tại đây, Bell cũng gặp được một gián điệp đồng minh tên là Greta. Cô tiết lộ rằng một đồng minh của cô đã bị bắt và muốn Bell giải cứu hoặc thủ tiêu người này để tránh lộ thông tin. Đúng lúc đó, người của Anton tới cảnh báo Franz rằng hắn đang bị theo dõi. Bell trốn thoát và kế hoạch nghe lén chuyển thành đột nhập nhà riêng của Franz nhằm tìm manh mối. Lúc này, Bell có thể đến vị trí người gián điệp bị bắt để giải cứu hoặc xử tử anh ta. Với sự giúp đỡ của Lazar và Park, Bell đến được nhà riêng của Franz và phát hiện ra rằng Anton muốn có được chiếc cặp sách mà Franz mang theo. Bell đột nhập vào nhà Franz, lén lút lên phòng hắn và mở một căn phòng bí mật rồi đặt một con chip định vị vào chiếc cặp. Tuy nhiên, Bell ngay lập tức tìm thấy Greta đang bị trói ngay trong căn phòng đó. Chưa kịp phản ứng thì Bell đã bị Franz đánh bất tỉnh. Franz và Anton bắt Bell cùng Greta để tra hỏi. Nếu như Bell cứu sống đồng nghiệp của Greta, hắn sẽ xuất hiện và thú nhận rằng mình thực chất là một điệp viên hai mang. Anton ra lệnh giết Greta, nhưng đúng lúc đó thì Adler, Lazar và Park xuất hiện. Franz bị tiêu diệt, còn Volkov tháo chạy. Bell có lựa chọn đuổi theo và giết Anton, hoặc bắt giữ hắn để thu thập thông tin. Cả đội sau đó kiểm tra cặp sách của Franz và phát hiện ra rằng Perseus đang nắm trong tay một quả bom nguyên tử và hắn có một căn cứ ở Ukraine. Bell và Woods nhận nhiệm vụ thâm nhập vào khu căn cứ này. Họ phát hiện rằng có cả một sân diễn tập mô phỏng theo một thị trấn bất kỳ ở nước Mỹ, thể hiện rằng Perseus đã sẵn sàng tấn công Hoa Kỳ. Woods và Bell nổ súng rồi tiến tới thang máy dẫn đến trung tâm chỉ huy của căn cứ. Tại đây, cả hai phát hiện ra Perseus đã nghe lén các cuộc nói chuyện của Hudson, trong đó có đề cập tới một chiến dịch của Mỹ mang tên Greenlight. Và quả bom mà Perseus đang nắm giữ là một phần của chiến dịch này. Ngay khi Woods vừa in thông tin cần thiết ra thì chuông báo động của căn cứ vang lên. Cả hai buộc nhảy lên chiếc xe thiết giáp APC và tẩu thoát khỏi làn đạn của kẻ thù. Đội của Adler sau đó gặp Hudson để hỏi rõ sự tình. Anh tiết lộ rằng chiến dịch Greenlight là một kế hoạch của Mỹ, đó là đặt một số lượng lớn bom nguyên tử ở khắp châu Âu nhằm ứng phó với sự bành trướng của Liên Xô. Và giờ đây, một trong số những quả bom đó đã bị Perseus lấy cắp. Nếu việc này bại lộ thì cả thế giới sẽ quay lưng với Hoa Kỳ, hoặc tệ hơn, Perseus có thể sẽ đưa quả bom đó vào trong lòng nước Mỹ, kích hoạt nó và giết hại hàng nghìn người vô tội. Nhờ thông tin mà Woods mang về, cả đội khám phá ra rằng Perseus đang dẫn quân vào một căn cứ tại Yamantown, Liên Xô, nơi mà Hudson đã tấn công nhiều năm trước. Adler cử Mason và Woods đi điều tra với sự hỗ trợ của một điệp viên hai mang của KGB tên là Belikov trong vai trò phi công. Đội Mason đi sâu vào căn cứ và thấy lính của Perseus đang tiến hành tách một cụm máy chủ khỏi kho dữ liệu. Mason và Woods vượt qua làn đạn của kẻ thù, trèo lên nóc cụm máy chủ đó và móc nó vào trực thăng. Cả hai bắn trả đợt tấn công của quân địch, trong khi Belikov cố nâng cụm máy chủ lên. Họ thành công và trở về căn cứ an toàn. Cụm máy chủ mà đội Mason lấy được lưu trữ toàn bộ tên tuổi của các gián điệp ngầm trong chương trình tẩy não của Dragovich, nhưng không may là chúng đã bị Perseus xóa sạch. Chỉ còn duy nhất một nơi lưu trữ chúng, đó là tầng hầm của trụ sở KGB. Adler một lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ của Belikov, và tại một cuộc họp, Belikov gặp mặt hai nhân vật quen thuộc, Kravchenko và Zakhaev, gợi ý rằng vũ trụ của Black Ops và Modern Warfare Reboot đã hòa làm một. Chiếc chìa khóa hầm trụ sở được giao cho tướng Charkov quản lý, và để lấy được chìa khóa đó có những cách như sau. 1. Belikov có thể đầu độc Charkov. 2. Tạo bằng chứng giả rằng Charkov là gián điệp. 3. Thuyết phục một tù nhân giết Charkov. Hoặc 4. Dùng máy tính để lập trình một chiếc chìa khóa sơ cua thành chìa khóa tầng hầm. Sau đó, Belikov xuống khu vực nhà giam để đưa Bell và Adler thâm nhập vào trụ sở. Hai người cải trang thành lính Liên Xô, đi xuống tầng hầm và cuộc đọ súng bắt đầu. Vượt qua hàng chục lính gác, cả hai tới được nơi lưu giữ tên tuổi của các gián điệp ngầm. Họ sao chép thông tin trong khi phải chống lại số lượng quân địch ngày càng đông đảo. Ngay khi mọi dữ liệu đã được ghi vào đĩa, cả hai liền rút lui, còn Belikov không may bị phát hiện và trở thành con tin. Bell kích hoạt quả bom khói độc đã đặt trước đó và cứu được Belikov. Cả ba sau đó mặc giáp, trang bị súng hạng nặng và vất vả vượt qua hàng chục tên lính Liên Xô. Họ lên được chiếc xe mà Lazar đã chuẩn bị sẵn rồi tẩu thoát. Cả đội kiểm tra danh sách gián điệp và thấy cái tên Fyodor Hastings, một kỹ sư của chiến dịch Greenlight. Sau khi theo sát hoạt động của Theodore, Adler kết luận rằng Cuba là nơi hoạt động chính của Perseus, cụ thể là một tòa nhà chính phủ bỏ hoang. Bell đi cùng Lazar, Park dùng súng bắn tỉa hỗ trợ bên sườn, trong khi đội Adler, Woods và Mason dùng hỏa lực mạnh tấn công trực diện. Bell sử dụng hệ thống camera và tìm ra được căn phòng chứa quả bom, cùng với đó thấy Perseus đang thủ tiêu những người liên quan. Cả đội tiến vào căn phòng nhưng Perseus đã chạy thoát, chỉ còn quả bom và một Theodore bị thương nặng. Theodore nói rằng Perseus đã sử dụng quả bom bị đánh cắp để truy cập mọi quả bom khác trong chiến dịch Greenlight, và giờ hắn đã có thể kích nổ vũ khí nguyên tử lên cả châu Âu. Trong khi chạy thoát, Lazar và Park bị mắc kẹt và Bell chỉ có thể cứu một người. Không còn manh mối nào dẫn tới Perseus, Adler phải dùng đến quân bài cuối cùng, đó là Bell. Khi về đến căn cứ, Bell đã bị Adler tiêm một loại thuốc và bắt đầu gặp ảo giác về ký ức tại Việt Nam. Adler liên tục ra lệnh cho Bell tiến lên theo những chỉ dẫn cụ thể để tìm kiếm sự hiện diện của Perseus. Tuy nhiên, ký ức của Bell ngày càng méo mó và dần dần, Bell có lại những ký ức thật của mình. Hóa ra, Bell chưa từng ở Việt Nam và cũng không hề là bạn của Adler. Bell thực chất là người của Perseus, một nhiệm vụ mà hắn tin tưởng. Ở đầu game, Arash đã thủ tiêu Bell để có thể leo lên vị trí cao hơn trong hàng ngũ của Perseus. Tuy nhiên, Bell sống sót và được tìm thấy bởi đội của Adler. Sau nhiều ngày tra hỏi không kết quả, Adler sử dụng phương pháp tẩy não để tạo ra ký ức mới và biến Bell thành đồng minh, sử dụng câu nói "We've got a job to do" để kiểm soát trí não của anh. Nhưng mọi nỗ lực vẫn chưa thể mở được cánh cửa dẫn đến bí mật sâu nhất của Bell, đó là nơi Perseus sẽ kích nổ những quả bom nguyên tử. Bell tỉnh dậy và đứng trước hai lựa chọn vô cùng khó khăn. Một là nói ra địa điểm Perseus sẽ tiến hành kích hoạt quả bom, chấp nhận rằng mình đã là một đặc vụ của Mỹ và đồng đội của Adler. Hai là trung thành với Perseus và nói dối, cung cấp cho đồng minh một địa điểm giả. Nếu Bell nói dối, cả đội sẽ tiến hành tấn công Duga. Tại đây, Bell có thể báo hiệu cho quân lính của Perseus nổ súng lên đội của Adler và Bell sẽ nã đạn tiêu diệt từng người đồng đội của mình. Sau cuộc thảm sát, Perseus xuất hiện để chúc mừng rồi đưa cho Bell chiếc radio kích hoạt những quả bom nguyên tử. Còn nếu Bell không dàn xếp cuộc đột kích thì anh sẽ lộ danh tính và bị Adler bắn chết. Đội của Adler sẽ sống sót. Tuy nhiên, dù thế nào thì Perseus vẫn sẽ không bị phát hiện, được tự do thực hiện kế hoạch của mình và cả châu Âu sẽ chìm trong biển lửa từ những quả bom của Hoa Kỳ. Nguyên thủ khắp nơi sẽ gọi điện cho Tổng thống Reagan yêu cầu lời giải thích và ông sẽ ra lệnh xóa sạch toàn bộ thông tin về sự việc này. Một cái kết đen tối cho cả thế giới. Tuy nhiên, nếu Bell quyết định chính thức trở thành đồng đội của Adler, cả đội sẽ tấn công đúng địa điểm là một tu viện tại Solovetsky. Họ dùng tên lửa EMP đánh vào hệ thống radar ở tu viện, khiến cho Perseus không thể dùng radio trong một thời gian ngắn. Sau đó, họ sẽ phá hủy những bệ súng phòng không hạng nặng, tạo điều kiện cho máy bay ném bom săn phẳng toàn bộ hệ thống radar trong khu vực. Với kế hoạch này đã phá sản, Perseus chạy thoát khỏi tu viện, nhưng với phe Mỹ, đây vẫn là một chiến thắng vang dội. Adler khen ngợi Bell vì đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, việc để một nhiệm vụ thân cận của Perseus sống sót là quá mạo hiểm, nên Adler quyết định giết Bell để tránh một mối hiểm họa tiềm tàng sau này. Adler và Bell chĩa súng vào nhau và không ai rõ về số phận của họ. Tuy vậy, có những gợi ý rằng Adler đã sống sót, với minh chứng là sự xuất hiện của anh trong Call of Duty Warzone. Liệu đây còn là minh chứng rằng anh đã chiến thắng trong cuộc đó súng, hay đây chỉ là một Easter egg? Chắc chúng ta phải chờ phần Black Ops sau thôi mới biết được. Hãy nhấn nút like nếu các bạn thích video này, hoặc nếu các bạn muốn xem tiếp những nội dung liên quan đến Call of Duty nhé. Cảm ơn các bạn vì đã xem và hẹn gặp lại.